Trên trang chủ của fan.vn thì các thành viên có thể chia sẻ các bài viết. Các bài viết này thì sẽ được sắp xếp theo các cái tiêu chí khác nhau. Chúng ta có thể lọc theo các tiêu chí này, hoặc là ta sẽ gõ một mã vào để tìm kiếm các bài viết liên quan đến mã đó. Ở đây chúng ta đã thấy có một số các cái bài viết. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là các cái mã đang được các thành viên của Fian quan tâm. Và đây là các bài viết mới nhất được đăng. Ví dụ tôi có thể mở một bài viết ra và thích bài viết này. Khi xem một bài viết thì chúng ta có thể là xem cái lốt cái chat của cái bài viết đó vào. Trong trường hợp mà user này họ share cái bài viết đó, tôi sẽ bấm vào. Rồi thì các bạn đã thấy rằng là cái bài viết đã được load vào. Trong trường hợp là chúng ta đang để một cái mã khác thì cái bài viết này nó sẽ bị load ẩn phía sau, thì các bạn sẽ phải bấm cái nút đặt lại để cho cái bài viết nó hiện ra. Thì đây là cái bài viết của một thành viên khác và tôi đã load được cái chat của họ vào. Và tất nhiên là tôi có thể lưu lại cái mẫu này để sử dụng. Rồi. Sau đó giả sử bây giờ tôi sẽ gõ một cái mẫu khác, một cái mã khác. Sau đó tôi load cái mẫu vừa gõ vào. Đây, các bạn đã thấy rằng là cái mẫu cũ vẫn được lưu trở lại. Tất nhiên là tôi có thể đổi sang mã khác để xem. Thì các cái chỉ số nó vẫn được giữ lại. Ngoài ra tôi có thể là chọn xem cái thành viên này, xem thông tin của họ và chọn theo dõi hoặc là bỏ theo dõi họ. Ở đây sẽ có những cái thống kê về số bài viết của họ và số người theo dõi, số lượt thích bài viết này cũng như là số lượt xem. Tôi cũng có thể là nhắn tin cho các thành viên này. Như vậy chúng ta có thể thấy nếu như có một số thành viên follow lẫn nhau thì họ hoàn toàn có thể chia sẻ các cái chat cũng như các cái template cho nhau. Và điều này sẽ giúp ích cho tất cả những người mà follow họ